chân anh số điện thoại của anh 0 0 8 5 6 8 8 1 8 5 1 8 5 8 5. Ok, ok. Lâu lắm đấy có một cấu hình combo karaoke mà anh lại chỉ thích ghép với cái sub Martin thôi, còn đa phần những cặp loa này sẽ đi đôi với những cặp loa S1000. Cặp loa G1000 này sẽ đi đôi với những con súp và VK2012 hoặc là VK360 thì nó cùng tông, nhưng mà anh lại đặc biệt anh thích chất của con Martin. Martin này giá nó cũng phù hợp rất là bình dân, nó ở cái ngưỡng 2,5 triệu. Chất âm nhưng mà đánh trong phòng 30m² là đáp ứng được. Nhất là ghép với cặp này thì cũng được, cũng cái là nó hơi lệch màu nhưng mà vì yêu cầu của bác khách hàng nên chúng em sẽ ghép cho vì rất nhiều lý do. Ở đây thì ghép để đánh được đôi G1000 thì chúng em ghép cho bác đấy con KM3000 hay là mã và một bộ mic K900. Tổng bộ này là 24 triệu và em có livestream buổi trưa đấy, và anh ấy không lấy cái món quà này thì chúng em không tính cho tiền mặt, và anh rất là ok và anh lấy thêm con súp nữa thì là 24 triệu cộng với 2,5 triệu con súp nữa là 26.500.000 đồng. 26.500.000 đồng cho một cấu hình combo karaoke siêu VIP này. Em sẽ quay lại gần đây. Ngoài ra rất là nhiều những cái dòng sản phẩm khác đây, các anh em có nhìn thấy các anh em băng xuất hóa đơn cho bác đây. Bác có yêu cầu hôm nay bác ốm để bác bảo em test thử một đoạn karaoke thì em hôm nay cũng đang cảm cúm đây, nhưng mà tôi sẽ cố gắng để test một đoạn nha. Em xa anh nghe câu dân ca, giận mà thương sao mà giá diệt thế. Quý câu ca nặng tình nặng nghĩ, có lúc nào anh giận em không? Dù có lúc nào em giận anh không? Để đường xuống dần chẳng có mà thương dòng dài đi, em nhớ ngày em nhớ đêm dần mà thương cháy lòng em đó, thương mà dần dễ gì một ngàn xuống càng ngày em sợ khi xa nhau.